Rồi thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần mình sẽ làm tiếp cái phần danh mục và cái phần quốc gia nè ha, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển lại nha các bạn, chuyển lại những cái mà mình làm ai dắt nó gần, cho nó gần nhau đi các bạn. Ví dụ danh mục nè, nó sẽ gần với cái thể loại và cái quốc gia luôn các bạn ha. Rồi danh mục các bạn vẽ lên, cái thuộc phim các bạn nằm dưới ha, để nằm dưới đi. Rồi ba cái này là mình làm nè đó. Thì phim hot mình cũng làm luôn các bạn ha, phim hot mình coi, phim hot coi, phim hot à, mình sẽ chỉnh lại cái phim hot có hoặc là không có các bạn ha. Nhưng mà mình để làm sao đi, bây giờ danh mục thể loại quốc gia trước đi ha. Bây giờ là cái này à, thể loại thì nó nhiều các bạn, thể loại nó hơi bị nhiều cho nên mình làm cái phần danh mục với quốc gia trước đi các bạn, nó hơi bị nhiều các bạn, để mình là chỉnh sau ha, lại mình chỉnh sau. Rồi mình di chuyển lên đây đấy, mình được như thế này nè các bạn, bọn nó gần nhau nè, danh mục thể loại quốc gia nó gần nhau, dễ nhìn hơn các bạn ha, thuộc thuộc phim luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ mình làm cái quốc gia đi ha, thể loại nằm đây nè, quốc gia nằm dưới đây nè. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi, rồi không bỏ mình chỉ có comment lại thôi các bạn. Rồi bên đây thì cái form này các bạn di chuyển xuống dưới đây cho mình. Ở đây thì nó bây giờ các bạn sẽ lấy ra dữ liệu của cái thằng category, bây giờ mình sẽ lấy ra dữ liệu của thằng country thôi, gia thôi ha, country thôi. Rồi các bạn coi có model country chưa, có nè ha. Rồi mình cũng lấy cái title và cái ID của quốc gia đó thôi ha, danh mục và cái tên và cái ID của quốc gia đó thôi. Sau đó là mình chỉ việc là gì các bạn, sau đó là mình chỉ việc chỉnh lại thôi ha. À quên, mình chưa nhét cái country qua các bạn, mình phải nhét cái country qua luôn. Rồi giờ mình quay lại country, nếu set cat 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 này nó sẽ chứa country và suy ra ID. Country, cái này các bạn chỉnh lại cho mình là cái cat ID, à cat ID movie thì các bạn không cần phải chỉnh ha. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình là cái country choose ha, đổi làm cái tên khác thôi. Rồi bây giờ các bạn ra rồi các bạn coi đây quốc gia nè, nó sẽ tự động chọn Hàn Quốc nè, phim này nó tự động chọn Thái Lan nè ha. Rồi bây giờ mình chỉ việc là ghi cho nó thôi các bạn, country choose đúng không, mình sẽ việc copy cái dòng này thôi. Rồi mình để lại bên đây, bây giờ mình chỉ chỉnh lại thôi các bạn. Rồi, country choose xong chấm change, mình sẽ lấy cái dữ liệu country bằng list lấy chấm dữ liệu luôn, còn mobile ID thì mình cũng giữ nguyên. Ở đây mình sẽ chọn là country choose, chỉnh lại dữ liệu của cái cat bằng cái gì các bạn, bằng cái country, rồi thay đổi thành công đi, hoặc là thay đổi quốc gia thành công đi cũng được đó, tùy theo các bạn cho cái thông báo của nó là gì. Rồi bây giờ mình chỉ việc là quay lại cái round, mình viết một cái round khác thôi. Round khác của mình đây. Rồi, ok. Sau đó là mình chỉ việc qua copy lại cái này. Nó nhanh lắm các bạn ơi. Chỉ việc là country choose OV file gì các bạn, file ID. Rồi sau đó là sẽ đổi dữ liệu là country ID ha, cái cột country trong Mobi nè, mình đổi rồi mình xem lại thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại phim này, phim Hàn Quốc nè, phim này phim Thái Lan nè, phim này phim, ví dụ như mình đổi lại là cái phim phim này đi, là cái phim mà Việt Nam đi ha. Rồi thay đổi thành công thì bây giờ mình sẽ vào cái quốc gia nè, phim Việt Nam ha, đây có nó nè các bạn. Phim này là phim gì, đối tác hoàn hảo hả, đối tác hoàn hảo ha, đối nè, đây đối tác hoàn hảo, nó là phim gì các bạn, nó là phim mà Trung Quốc ha. Đó khi các bạn đổi thì đối tác hoàn hảo nó sẽ biến mất các bạn, bây giờ nó sẽ trực thuộc cái phim Trung Quốc, ok không?
Ồ, chu chà, có hai cái đối tác hoàn hảo nè. Mình thêm dữ liệu mà mình không để ý các bạn. Rồi, có hai cái luôn nè. Rồi, đó. Còn cái phần thể loại này thì mình nó hơi bị nhiều các bạn. Nó hơi bị nhiều. Mình sẽ tạo một cái checklist ở đây ha. Mình sẽ sử dụng Ajax rồi mình thay đổi cho nó luôn. Thuộc phim, phim bộ, phim gì nè. Bây giờ mà các bạn làm cho mình cái thuộc phim luôn ha, thuộc thể loại phim phim bộ hoặc phim lẻ các bạn ha, phim bộ phim lẻ thì ở đây khoan từ là các bạn coi cái phim bộ à, phim bộ phim lẻ là nó không không có dữ liệu, mình là XL thôi các bạn, nó không phải là một cái danh sách. Phim hot có hoặc không có. Rồi, mình để mình làm mấy cái phần này sau ha.